65 năm kể từ ngày 25 tháng 8 năm 1958, ngày gói mì ăn liền đầu tiên trên thế giới ra đời với tên gọi là Chicken Ramen. Với cách dùng chế biến rất là đơn giản, cho nước sôi vào và chỉ cần chừng chờ 2 phút là có thể ăn. Đây được xem là bước đột phá của ngành ẩm thực thế giới tại thời điểm đó. Gói mì ăn liền là phát minh của ông Momofuku Fuku Ando, nhà sáng lập của tập đoàn Nissin. Gói mì ra đời sau Thế chiến thứ 2 khi mà Nhật Bản bị tàn phá và thiếu thốn lương thực đến mức trầm trọng. Khung cảnh người dân với người già, trẻ, nhỏ nối đuôi nhau để chờ mua những tô mì dưới trời đêm đêm rét lạnh đã khiến ông Ando có ý tưởng về một loại mì có thể bảo quản với nhiệt độ thường. Thưởng thức tại nhà ngay sau khi cho nước nóng vào với giá rất bình dân. Ông Ando đã trải qua hàng loạt những thử nghiệm thất bại trước khi thành công cho ra đời sản phẩm Chicken Ramen. Và trước dừng lại ở đó thì ông Momo Phục Cư Ando còn phát minh ra mì đựng ở trong chiếc ly đầu tiên trên thế giới vào ngày 18 tháng 9 năm 1971 gọi là cup noodle giúp cho việc ăn mì trở nên phổ biến và tiện lợi hơn. Sau đó ông còn trang ra mắt mì không gian Space Ram dành riêng cho phi hành gia vào năm 2005 khi ông tròn 94 tuổi.